Xin chào anh em, chào mừng em quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Hôm nay mình mang đến cho anh em một trận tâm ma tại server S609. Và cái trận tâm ma này được chia sẻ bởi một người anh em, đó chính là Dũng Công. Và có lẽ là mình giáo chúng ta đã mặc cái quần này hơi vội rồi, tiếc quá mất nửa cái quần rồi anh em ơi. Đồng đội ơi, lên hỗ trợ cho mình giáo để chúng ta kết thúc thật nhanh cái tìm treo tại khu vực số 6 này. Cái bàn Minh Giáo Hoa Sơn rồi, mất quần. Trời, bây giờ đồng đội mới lên. Đó, tàn kiếm ăn hành ở trên kia kìa. Tiếp tục dùng đa Minh Giáo dầm, không sao, chúng ta đã né được rồi. Tiếp tục phân sơn và kết thúc được Minh Giáo của team The Bạn. Quá nguy hiểm anh em ạ. Bây giờ thì các thành viên của chúng ta sẽ cố gắng farm để chúng ta chờ hồi kỹ năng. Cố gắng ở đầu trận thì mình sẽ farm thật nhiều nha anh em ơi, để kiếm tài nguyên. Và hôm nay đội hình của mình gồm có 3 môn phái sốc đam khá là mạnh trong tầm ma, đó chính là Thần Cơ, Tàn Kiếm và Minh Giáo. Team này mà anh em kéo về đến vòng số 2 thì phải nói là đánh cực kỳ đã nha. Chúng ta tiếp tục quay trở lại khu vực số 18 để chúng ta tiếp tục farm. Rồi, farm tiếp tục thôi anh em ơi. Mở nhẹ nhẹ thêm một cái rương nữa và sau đó chúng ta di chuyển trở lại khu vực số 6 để tiếp tục chết rương nha. Đây, mình thấy có Thi Yên đang đứng an bình bất động tại khu vực số 17 và chúng ta quay trở lại khu vực số 6, có về thượng nhân hay không? Ủa, ơi, tấn công này bị ai ăn rồi? Bật cái chia búp ba lên. Rồi, kiểm tra có ai không anh em ơi? Có người, đó là một cái bang. Ui, cái bang lao vô, quá dữ. Và như vậy chúng ta đã kết thúc được cái bang rồi. Bây giờ lấy một quyển phần sơn phệ xuyên, một con ngựa. Mình nghĩ là mình giáo anh em chỉ cần lấy phần sơn phải xuyên, sau đó mình lấy thêm một cái quyển hủy thiên diệt địa nữa là Osake liền anh em ạ. Vẫn thiếu một xu nữa đồng đội ơi, cho xin một xu đi. Có đồ ông ăn mới luôn. Bây giờ chúng ta sẽ mở rương để kiếm tài nguyên anh em ạ. Mình thấy là một thành viên đã tặng chúng ta một xu rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục lấy thêm quyển hủy thiên diệt địa nha. Cho Minh Giáo thì anh em sẽ cần lên hai quyển bí kíp đầu tiên, đó chính là chiêu phần sơn phệ xuyên và cái chiêu cuối đó là chiêu hủy thiên diệt địa nha anh em ơi. Đây là hai cái quyển bí kíp rất quan trọng và sốc đam của một phái Minh Giáo. Và hiện tại số đội trong bản đồ tâm ma chúng ta còn 19 đội. Bây giờ các thành viên của mình vẫn tiếp tục farm và có lẽ là quay trở lại khu vực số 18 để farm và chúng ta chờ đợi ảo tượng xuất hiện. Đó, anh em thấy là vòng số 1 mình cứ đánh nhẹ nhẹ như thế thôi, không cần phải hộ báo đi quét ly quét lìa đâu. Giữ mạng. Đó, giữ mạng giữ máu, bởi vì chúng ta sắp có ảo tượng xuất hiện rồi. Ảo tượng xuất hiện xong á thì anh em muốn quét đâu cũng được nha anh em ơi. Rồi, farm xong những con lính tại khu vực số 18, chúng ta có thêm một lượng tài nguyên khá khá nữa. Và bây giờ ảo tượng đã xuất hiện rồi, một cái ảo tượng ngay khu vực số 6. Có rương ở trên kìa tàn kiếm ơi, cẩn thận nha. Thần cơ chúng ta có một cái quần thể kim cang. Ảo tượng khu 4, khu 8 nữa anh em ạ. Rồi, tiếp tục và chúng ta sẽ làm gì đây? Thần cơ vẫn còn quần. Như vậy là thần cơ đã hết quần thể kim cang rồi. Chúng ta quyết định ở lại khu vực số 6 để mở rương kiếm thêm tài nguyên. Như vậy là ảo tượng khu vực số 4 vẫn còn anh em ơi. Chúng ta vẫn còn một cái rương ở khu vực số 6 nữa. Bây giờ thì mình sẽ chạy về khu 1 hay là khu vực số 5, đó là khu vực số 5 để mua thêm bí kíp rồi. Rồi, tăng kiếm đã mở xong, chúng ta bật búp 3 và di chuyển về khu vực số 5. Khu vực số 5 rất trống nhưng mà bí kíp đã bị mua sạch. Như vậy chúng ta tiến thẳng về khu vực số 4 luôn, có team và tiêu dao có quần thể kim cang rồi, cẩn thận anh em ạ. Wow, team chúng ta đã bị cổ máu. Hai thành viên chúng ta vẫn ở lại, trời ơi, Minh Giáo quay trở lại và chúng ta đã bị lock. Cái bàn có bào kích nha, cẩn thận. Như vậy là hai thành viên, ba thành viên chúng ta đã thoát an toàn. Và Minh Giáo chúng ta có quân thể kim cang, quay trở lại phản keo. Cái bàn một chấm máu, tiêu dao một chấm máu. Nên mà chúng ta chuẩn bị hồi quỷ tiên rồi, tiếp tục đánh thường. Tiêu dao chạy, tiêu dao một chấm máu, lên quỷ tiên liền. Dậm một cái không sốc đàm, tiếp tục luôn, hộ bảo cực kỳ. Như vậy là tiêu dao đã bị kết thúc, cái bàn một chấm máu vẫn đang thoát thân. Và chúng ta có phần sơn không thành công rồi, cái bàn đã né thành công, tiếp tục đó là hủy thiên. Và trong quá trình giao tranh như vậy thì thần cơ của chúng ta đã bị kết thúc rồi anh em ạ. Wow, tàn kiếm hiện tại đang có mặt tại khu vực số 6 và Minh Giáo đang cố gắng hồi máu tại khu vực số 12. Bây giờ thì Minh Giáo đang có thêm một cái bạo kích nữa. Tình huống đó là Minh Giáo cố gắng đuổi để kết thúc hai thành viên kia rồi nha anh em ơi. Đó là một tình huống đúng không sai.
nhưng mà có lẽ là thần cơ đã không thể nào tự bảo kê được cho bản thân của mình. Rồi, mở rương luôn. Không mở rương, chúng ta tiếp tục di chuyển về khu vực số 8. Rất hộ bão nha. Ui, có thiên vương bên này rồi, cẩn thận. Dậm luôn. Thiên vương đã lên quân, có tiêu dao công lôn di chuyển sang nữa nè mà. Dưới này có một team, cẩn thận. Rồi, mình giao, chúng ta đang ở một cái tình thế rất là nguy hiểm. Như vậy là chúng ta cần phải quay trở lại khu vực số 6 để hồi máu. Mình giáo chạy về khu 1, có một viên máu. Ui, bên này có team, trường ca và tiêu dao. Thôi, hồi máu đi anh em. Quánh rất hằng hải, quánh rất nhiệt tình. Đó là Minh Giáo, cẩn thận nào, tàn kiếm chúng ta có chạy được không? Bên này có hai team lần anh em ạ. Wow, thời gian của vòng số 1 chỉ còn có 14 giây, 13 giây nữa là kết thúc rồi. Một tiêu dao xuất hiện, tiêu dao bị dậm nổ sốc đam nhưng vẫn chưa tử vong. Chúng ta có phần sơn nhưng mà hiện tại chúng ta bị khống chế rồi. Lên quỷ tiên và thoát về khu vực số 20, cẩn thận anh em ạ. Wow, phải nói là mình chỉ còn có 2116 máu. Rất nguy hiểm. Đó anh em thấy không? Mình lựa chọn phương pháp hộ báo là ta nói phải đánh đổi rất nhiều thứ. Và trong tình huống vừa rồi, team chúng ta đã đánh đổi một lượng máu rất lớn để chiến vòng số 2. Khi mà sang vòng số 2 anh em bị thiệt thòi máu như thế này là mình rất là bất lợi nha anh em ơi. Bởi vì chúng ta không về được thương nhân, chúng ta bắt buộc phải farm. Và chúng ta đặt mình trong một cái trạng thái rất là nguy hiểm. Và rất may mắn cho hai thành viên chúng ta là chúng ta ở một cái khu vực có 5 con lính luôn và không có team nào cả. Khá là may mắn cho anh em nha. Và hiện tại chúng ta đang còn 8 đội. Rồi bây giờ thì tiếp tục farm nào. Lúc nãy anh em mở bản đồ mình quên để ý thương nhân ở khu vực nào rồi. Bây giờ là cái kèo Minh Giáo tàn kiếm song kiếm hợp bích anh em ạ. Thường nhân đang có mặt tại khu vực số 4. Bây giờ có lẽ Minh Giáo sẽ lên ngựa để chúng ta di chuyển về thường nhân. Không, Minh Giáo quyết định farm thêm một lượt lính nữa để chúng ta hồi máu. Bản thân Minh Giáo thì có kỹ năng hủy thiên là một cái chiêu rất hiệu quả cho anh em áp sát về thường nhân. Bởi vì chúng ta ở trạng thái hủy thiên là chúng ta sẽ không bị nhận sát thương nha anh em ơi. Mình chỉ sợ những môn phái có khả năng đặt vòng, ví dụ như là Nga My hoặc là Đoàn Thị có khả năng khống chế anh em thôi. Ngoài ra thì có thể tự do di chuyển khi chúng ta sử dụng cái kỹ năng này. Như vậy là có thêm một chiến đội nữa lên bài điểm số rồi. Và chúng ta đã hồi phục đầy máu rồi anh em ạ. Lần này thì các thành viên của mình đã đánh kỹ càng hơn. Đó là hồi phục một lượng máu rất đầy. Bây giờ chúng ta tiếp tục chết một lượt tài nguyên nữa và chắc chắn sau lượt tài nguyên này anh em sẽ di chuyển về khu vực số 5. Rồi, bật búp lên, chúng ta chạy thẳng về khu vực số 5 và có một cái bào kết. Quá đã, tiếp tục chạy thẳng về khu vực số 4. Có team rồi, đây là Hoa Sơn và Tiêu Dao nữa. Hai môn phái hay một, chúng ta có tàn kiếm. Như vậy là kết thúc nhanh gọn lẹ cái team này luôn. Rồi, lấy tăng cái bí kíp liền luôn nha anh em ơi. Quyển bí kíp còn sót. Có Minh Giáo, cẩn thận nào. Tàn kiếm chúng ta đã gặp nguy hiểm rồi. Tàn kiếm đã bị sốc đam. Thật là quá nhỏ cho tàn kiếm. Minh Giáo chúng ta đã nhanh chân thoát thân anh em ạ. Minh Giáo quay ngược trở lại. Nhưng mà team này bạn có lẽ đã thoát thân. Bây giờ chúng ta tiếp tục mua tài nguyên. Phải nói là quá đen cho anh bạn tàn kiếm. Bây giờ thì mình giáo chúng ta phải đi solo cái trận tâm này. Dầm một cái nữa, sốc đam được trường ca rồi, quá tuyệt vời. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục mua tài nguyên tại khu vực số 2. Ủa, tính ra là anh em đã lên được 3 quyển bí kíp trung, quá đã anh em ơi, anh em thấy không? Chỉ cần chúng ta farm kiếm tài nguyên đi, về thương nhân một lần là mua một cái full bí kíp, một quyển tăng cấp bí kíp nữa, quá tuyệt vời. Như vậy là ảo tường cũng đã xuất hiện rồi. Nè, khỉa nè, khỉa nè, ui ui, cẩn thận. Wow, tình huống rất căng thẳng. Rồi, cuối cùng chúng ta đã full được bí kíp rồi anh em ơi, bây giờ Minh Giáo cần phải hồi một chút xíu máu. Chúng ta vẫn chưa hồi kỹ năng hủy thiên, nhưng mà hiện tại Minh Giáo đang có một combo đó là bạo kích và tấn công luôn em ạ. Cẩn thận nha.
rất liều lĩnh, đó là một dương môn. Như vậy dương môn là chúng ta kết thúc rồi, một tiêu dao có quân và khu vực số 8 cũng có quân nữa. Tiêu dao đã di chuyển sang để đuổi theo chúng ta. Mình giả buộc lòng phải thoát thân. Bây giờ chúng ta đang chờ đợi kỹ năng hộ báo cực kỳ anh em ơi. Wow, như vậy đôi bạn nó nhặt quân mà không mở ấu tượng à. Ủa tiên bên kia, ui nó quay ngược trở lại rồi, quỷ tiên hồi và thôi chạy. Nguy hiểm cực kỳ anh em thấy không. Bây giờ thì chúng ta còn 4 đội trong cái bản đồ tâm ma và mình giáo lại tiếp tục hồi máu rồi. Trận này Minh Giáo đánh hộ báo quá anh em ơi, hộ báo quá hộ báo. Và chúng ta có giao tranh, một Minh Giáo đánh với một tiêu dao. Và chúng ta có cơ hội để ăn hồi đấy anh em ạ. Dường như là chúng ta sẽ còn tiêu dao lẻ. Ôi cẩn thận nào, hủy tiên, hủy tiên. Đó, hai tiêu dao lóc nhau. Và chúng ta anh em thấy một trụ giật máu cực kỳ. Bên này chúng ta có một tiêu dao treo nữa thì phải. Như vậy là hiện tại trong bản đồ tâm ma chúng ta chỉ còn những team lẻ thôi. Đây là cuộc đối đầu của những môn phái có khả năng solo rất mạnh trong tâm ma. Đó chính là tiêu dao Minh Giáo. Bây giờ Minh Giáo chúng ta cần phải di chuyển về một khu vực nào đó để tiếp tục hồi máu. Anh em chú ý nha, khi mà chúng ta nhận cái lock của tiêu dao mà chúng ta nhảy quý thiên lên, rồi anh em lại tiếp tục dậm quý thiên nữa. Và thời gian lock vẫn còn thì sau khi chúng ta kết thúc quỷ thiên thì tiếp tục nhận đam nha anh em ơi. Chỉ là trong cái lúc chúng ta lên quỷ thiên thì chúng ta sẽ không nhận đam nha. Do đó anh em cứ việc ở trạng thái quỷ thiên thật lâu rồi hãy chuyển map. Một cái bạo kích mới luôn. Trời ơi tiếc quá, bạo kích đã mất rồi anh em ạ. Nếu như không chúng ta đã có thêm một cái nguồn sốc đam nữa. Đấy kèo thơm dậm dậm một cái quá đã luôn, vẫn còn một tiêu dao. Như vậy là hiện tại trong bản đồ tâm ma chúng ta còn hai tiêu dao. Đây là cuộc đối đầu giữa Minh Giáo và hai tiêu dao. Lúc nãy thì một Minh Giáo đã bị chúng ta ăn hồi rồi. Nhưng mà khả năng là tiêu dao Minh Giáo trung tiêm nha anh em ở khu vực số 9 đó anh em ạ. Mình nghĩ khả năng đó cũng rất là cao. Như vậy nếu khả năng đó xảy ra thì sẽ còn một tiêm khác trong cái bản đồ tâm ma này. À không đúng, tiêu dao Minh Giáo trung tiêm thì còn một tiêu dao lẻ nữa. Đúng rồi, chúng ta đúng tiêm là ba tiêm rồi. Như vậy là hiện tại trong map này sẽ còn hai tiêu dao một Minh Giáo. Câu né được rồi, chuẩn bị dậm nè, không sốc đam được. Bây giờ chúng ta rất cần một cái bạo kích. Đây là cuộc chiến solo giữa các môn phái có khả năng solo rất mạnh. Và cuộc chiến này có lẽ như là hiện tại ưu thế đang thuộc về Minh Giáo nha anh em ơi. Minh Giáo có khả năng né được lock của tiêu dao. Tiêu dao đã bị cấu né rồi. Tiêu dao đã thoát về khu vực số 1. Chúng ta tiếp tục di chuyển. Bên đây có một tiêu dao khác nữa kéo trượt chúng ta rồi. Rất may mắn, một tiêu dao ý thiên và một tiêu dao chí tôn. Tiêu dao thì có ưu thế đó là lượng né tránh rất tốt. Còn Minh Giáo thì có ưu thế là chúng ta có kỹ năng quỷ thiên. Nói chung cả hai môn phái này nếu như mất cái tiêu dao mất né, Minh Giáo mất quỷ thiên thì rất có khả năng là chúng ta sẽ bị toàn nha anh em ơi. Bởi vậy chúng ta phải BK thật cẩn thận và tránh trình trạng bị đối thủ ăn hồi. Quay lại kéo liền lóc đó 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 nè nè, hộ báo nè, hộ báo thất thám nè, rồi nè, dậm 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 một cái không chuẩn rồi, tiêu dao lại thoát thành công. Tiêu dao đã mất lóc rồi, mình nghĩ là tiêu dao sẽ không dám quay trở lại đâu. Bây giờ mình giáo chúng ta đang chờ hồi kỹ năng hủy thiên. Ui vẫn còn ý thiên nè, ui ui thanh niên vẫn chạy, đó là tiêu dao ngự phong. Vừa có một tiêu dao di chuyển về khu vực số 1 kìa anh em ơi, chúng ta chuẩn bị có tài nguyên mới. Lại là bạo kích, rất thơm cho anh em luôn. Lại là bạo kích nữa anh em ơi, liên tục nhặt được bạo kích. Tiếp tục đó là một viên máu. Đó, chơi Minh Giáo phong cách là phải dưới ngựa nha anh em. Trên ngựa là anh em sẽ chậm hơn một nhịp khi chúng ta sử dụng kỹ năng. Mình thấy tiêu dao ngự phong rồi, tiêu dao ngự phong đã hiện lên nhưng mà không thấy ở đâu cả. Đây tiêu dao ngự phong đây anh em ạ.
Đúng là lợi hại của việc sử dụng auto, anh em có thể báo được đối thủ ở rất gần chúng ta. Và anh em sử dụng auto hãy sử dụng chức năng này nha, hiện thông tin đối thủ và chúng ta có tiêu dao ngự phong rất gần rồi. Đây, phát hiện được luôn, trời ơi tầm xa vậy mà vẫn phát hiện được, quá ghê gớm. Cách nhau cả một ô luôn anh em ạ. Phần sơn vào, một cái phần sơn kết thúc tiêu dao chỉ một chiêu thôi. Đàm quá ảo với chiêu phần sơn phải xuyên. Thật ra không phải là đam ảo đâu, cái chiêu đó nó sẽ có xác suất đánh được sát thương 2 lần nha anh em. Có nghĩa là có những lúc chúng ta đánh chỉ có nhận một lần sát thương thôi, nhưng mà có tỷ lệ chúng ta sẽ nhận được sát thương lên 2 lần. Và cái lần sát thương thứ hai nó sẽ dựa vào cái lượng sinh lực tối đa của bản thân của mình nha. Anh em chơi Minh Giáo chúng ta phải biết vấn đề này. Bởi vậy nhiều lúc anh em thấy chúng ta phần sơn cái chiêu nó không có sốc đam, nhưng có những lúc chúng ta lại sốc đam cực kỳ bởi vì chúng ta được tăng 2 lần sát thương lận. Rồi, bây giờ là cuộc chiến giữa Minh Giáo và Tiêu Giao. Rồi, Tiêu Giao có bạo kích luôn nha, cẩn thận nha, Tiêu Giao đã bị câu né rồi. Cẩn thận Tiêu Giao lóc. Tiêu Giao đã chạy về khu vực số 2, chúng ta vẫn còn Quỷ Thiên nên tiếp tục đuổi theo. Tiêu Giao đã bị khống chế, một phát Quỷ Thiên kết thúc Tiêu Giao. Phải nói là Minh Giáo quá lợi hại anh em ơi, những đòn sốc đam cực kỳ mạnh. Và như vậy là trận tâm ma đến đây đã kết thúc rồi. Và nếu như anh em yêu quý trận tâm ma này, hãy cho mình xin một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi video tiếp theo. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em những video sau.